Và đây là ly cocktail có tên là Hello Việt Nam ở tầng 5 của khách sạn Rex, quán Rooftop Garden, một trong những quán cà phê và quán bar có view đẹp nhất ở Sài Gòn, nhìn xuống phố đi bộ Nguyễn Huệ. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, 7 giờ rưỡi tối ngày 12 tháng 1. Mình dừng lại đây để quay hình cái hoàng phúc này nè. Bên đây trang trí đẹp quá trời luôn. Happy New Year 2021. Rực rỡ luôn. Ở đây họ sử dụng những cây như cây vàng vậy đó. Lấp lánh. Rực rỡ lên trên luôn kìa. Cận cảnh. Kế bên Hoàng Phúc là chung cư mình nhớ là 56 Nguyễn Huệ thì phải. Lâu lâu ra lại Nguyễn Huệ quay cảnh các bạn xem. Đây là tòa nhà Vietcombank Rio, khách sạn Palace Sài Gòn. Nhìn vậy thôi chứ sự mà nói là không có số lượng khách. Vẫn là Hoàng Phúc ha, nổi nhất luôn. Và bây giờ mình sẽ đi bộ đến tòa thị chính và khách sạn Rex. Rất có thể mình sẽ đến đó để uống cà phê hoặc là cocktail. Mình chưa có lần nào lên trển để uống cà phê hoặc cocktail cả. Thực tế thì có một lần mình vô khách sạn Rex, lần đó là đi ăn tối, ăn với khách do khách họ mời. Sẵn đi quay luôn các bạn xem. Cùng nhau đến tòa thị chính City Hall. Ok, đứng lại chút xíu, quay qua đây. Ở đây có chiếc xe là xe 2 tầng nè, đưa du khách đi trung tâm thành phố. Nhớ đến xe 2 tầng ở Singapore cách đây khoảng độ 10 năm rồi. Và cùng nhìn lại. Rồi, chúng ta đi tiếp nha. Quay lưng. Lại mấy con chó. Nhớ Đà Lạt. Mấy em này chạy hội nhảy lên người mình luôn. Vui không? Trung tâm thành phố Rex Hotel rất có khả năng sẽ có mở nhạc. Quẹo qua. Bà Hiếu. Ai biết? Hey, vô. Tránh ra các bạn. Đây, lướt một vòng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và đây chiếc xe 2 tầng hop on, hop off. Đấy, booking. Qua bên kia Caravelle Hotel và Sheraton Hotel. Chỗ này đẹp quá. Rồi, đi qua khách sạn Rex đi uống nước nha. Đẹp quá đi. Rồi, đi lên đi thôi, đi khách sạn Rex. Đây, cùng đi bộ. Ở đây trồng hoa cúc với lại hoa sắc pháo. Rex Hotel. Không biết giá nó cao không nữa. Kệ, lâu lâu chơi một lần. Đây, hoa sắc pháo. Xin mời sang đường. Rồi, đi bộ. Channel. Rex, bây giờ lên năm sau rồi. Đẹp quá. Rồi, đi lên lầu uống cà phê. Đẹp quá. Oh wait. Cut here. Không có gì sẵn. Bữa nay là mẫu hơn đi uống cà phê đó. Đẹp hả? Mắc lắm. Uống không nổi đâu. Chừng nào thành tỷ phú mới tính. Gì? Có Cartier rồi. Ừ. End of season. Đây, tầng 5 các bạn. Rooftop Garden Bar. Mình lên tầng 5 nha. Ở đây có 5 tầng. Và đây là tầng 5 của khách sạn Rex. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào quán cà phê Rooftop Garden. Hiện tại khá là vắng khách các bạn nha. Rất yên bình. Và quán đang mở nhạc nhẹ, nhạc nước ngoài. Và chúng ta cùng nhìn xuống phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Và đây là thực đơn của quán ha. Như các bạn có thể thấy, có rất nhiều loại cocktails có giá 279.000 đồng. Và giá này chưa bao gồm 10% VAT và 5% phí phục vụ. Cũng có một số loại cocktails có giá 249.000 đồng và bia có giá từ 129.000 đồng. Nước trái cây có giá từ 179.000 đồng. Và Coca-Cola có giá 99.000 đồng. Và mình đã gọi một ly cocktail Hello Việt Nam 279.000 đồng, một lon Coca-Cola 99.000 đồng, cộng thuế và phí luôn, tất cả là 436.000 đồng ha. Ở đây thì phục vụ tới 11 giờ tối và giữ xe máy là 9.000 đồng một chiếc các bạn nha. Phía trước tòa thị chính, bên cạnh khách sạn Rex. Nhân viên phục vụ thân thiện. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp nha.